chào mừng đại gia đình ngôi nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp trong khu nhà đồng bộ 50 căn tại trục đường Quang Trung thuộc phường 11 quận Gò Vấp nha. Căn nhà mình thì nằm ngay sát với ngã tư đường Quang Trung và đường Thống Nhất, sát với trục đường Phan Văn Trị và cũng như là khu vực Cityland. Với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m5, thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu theo mẫu nhà lửng ngược, rất đẹp, rất sang luôn. Căn nhà này thì đang được chào giá bán là hơn 9 tỷ một tí xíu nha, giá vẫn còn thương lượng mạnh. Căn nhà mặt tiền theo mẫu kiến trúc 2022 rất là đẳng cấp luôn. Mặt tiền kiểu hộp vuông và chúng ta sẽ được trang trí cây xanh rất đẹp nha quý vị. Mẫu mặt tiền rất đẹp, rất sang luôn. Rồi đế của ban công thì sẽ được ốp gạch và trang trí bên dưới này được ốp đá hoa cương, hai lớp cửa này. Đấy, chúng ta cùng xem con đường hẻm nhé. Con đường hẻm thì rộng 5m, hẻm thông bàn cờ. Con hẻm xe hơi xe tải ra vào thoải mái và nhà mình thì xe hơi ngủ trong nhà. Đường cũng mới đổ nhựa và rất đẹp trong khu nhà đồng bộ cao tầng. Khu này thì bán hết rồi, xây bán từ năm ngoái năm kia hết rồi nha. Nó thông bàn cờ ra tứ phía luôn. Hẻm thì thuộc đường Quang Trung nhưng mà đi đường Thống Nhất ra sẽ gần hơn nha quý vị. Nằm ngay ngã tư đường Quang Trung và đường Thống Nhất cũng như là sát bên với khu vực Cityland của quận Gò Vấp. Con đường thông tứ phía luôn. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp luôn, mẫu hiện đại, cực kỳ là sang trọng nha. Nằm trong khu đồng bộ nữa, rất đẹp luôn nha quý vị. Và giá bán chỉ có hơn 9 tỷ đồng một tí xíu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh. Anh chị cô chú nào quan tâm, chúng ta hãy alo ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng. Căn nhà này thì hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nha, hướng Bắc nha quý vị. Một cái hướng cũng rất là đẹp trong cung Đông Tứ Trạch. Hướng này thì không dính ánh nắng mặt trời, mát vào cả ngày lẫn đêm luôn. Sẽ có hai lớp cửa làm sát nhau, nhà xây dựng hết đất. Có gara thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80. Gara nhà này thì rất là dài, anh chị có thể đậu được xe bán tải nha. Dài được chắc tầm khoảng tầm 8m nha quý vị. Và trên thì có làm đèn chùm thạch cao, có đèn led. Thiết kế mẫu lửng ngược thì anh chị cũng đã xem rất là nhiều rồi. Mẫu lửng ngược nhà này thì theo kiểu lửng ngược mặt tiền của năm ngoái nha quý vị. Mặt tiền của năm 2021. Có đầy đủ rất là nhiều nội thất trong nhà và chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Làm thông tầng luôn. Tầng trệt thì được thiết kế phòng khách dưới đây. Và có sofa, có kệ tivi, có đèn chùm bên trên. Một căn nhà cũng thiết kế rất là đẹp nha. Nằm tại trục đường Quang Trung nhưng mà đi theo đường Thống Nhất thì vào dễ hơn nha quý vị. Căn nhà rất là đẹp và giá tiền thiết kế theo mẫu mới nhất năm 2022. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay siêu phẩm nhà mẫu mới này. Tặng lại sofa này. Rất là nhiều cây phát tài núi nha anh chị. Rất là nhiều luôn, dưới trệt là 2 cây, trên kia nữa chắc rơi dao động khoảng tầm 10 đến 12 cây phát tài núi. Ngang 4m2, dài 15m5. Căn nhà mình thì đang được chào giá bán với giá là 9 tỷ 050 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Và anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng. Cầu thang nhà mình sẽ được ốp đá hoa cương rất là đẹp luôn. Và phòng bếp chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80, gạch bóng kính, tặng lại tủ lạnh Capper 2 ngăn này. Bộ tủ bếp gỗ An Cường, tường bên phải được ốp miếng nhựa menu. Và trên thì có làm đèn chùm thạch cao, tặng bàn ăn. Nhà lửng ngược, mẫu rất là đẹp nha anh chị. Giá vẫn còn thương lượng mạnh, chúng ta cũng có ban công ra ngoài. Và khu nhà đồng bộ thì rất là đẹp luôn. À, về ở hết rồi. Đây, anh chị cùng xem nha. Căn nhà thiết kế cực kỳ đẳng cấp. Nằm ngay gần ngã tư Quang Trung và đường Thống Nhất. Ra Phan Văn Trị rất là gần. Thiết kế mẫu mới nhất năm 2022. Quý anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng để được sở hữu siêu phẩm nhà đẹp này. Nhà hướng chính Bắc nha quý vị.
Mọi người xem video tham khảo thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Nhớ đăng ký kênh ngay và luôn để xem những mẫu nhà đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng có thể học lỏm cách thiết kế nhà phố tầm 5-60 mét của thành phố Hồ Chí Minh để ra Hà Nội thiết kế được nha anh chị. Nhà Hà Nội thì rất là xấu luôn. Anh chị có thể học lỏm cách thiết kế của Sài Gòn. Sài Gòn thì nhiều kiến trúc sư giỏi và thiết kế đẹp hơn, do ở đây thì cạnh tranh rất là nhiều. Mẫu nhà Sài Gòn thì đa số là mẫu hiện đại. Đấy, thì Hà Nội có thể học những cái mẫu thiết kế nhà phố như này. Ở các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng thì cũng đã làm rất là nhiều mẫu hiện đại như này rồi. Riêng Hà Nội thì ít. Anh chị có thể tham khảo được. Căn nhà rất đẹp nha. Bố trí giường nệm gỗ An Cường, gỗ công nghiệp và có máy lạnh. Giường 1m8, có chạy đèn led CD và ốp sàn gạch giá gỗ nha quý vị. Nhà này sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, thiết kế 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Thì sử dụng bồn cầu khối inox có trứng nha. Gạch ốp cao lên đụng trần. Hoặc chúng ta có thể lắp đặt vách tâm kính được, có vòi tắm sen thuyền. Nhà cũng rất là thông thoáng luôn. Mỗi phòng thì có toilet riêng. Và giá bán giao là 9 tỷ 050. Chúng ta vẫn còn thương lượng mạnh. Chắc còn tầm 8.5, 8.4 là bán rồi. Nên anh chị nào quan tâm hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Đấy, anh chị nào muốn xem thì chúng ta ủng hộ em. Em sẽ cập nhật giá rất là hợp lý cho anh chị mua và thương lượng, cũng như là hỗ trợ các anh chị làm giá tốt nhất, tư vấn anh chị trả giá với chủ nhà. Bên em với đội ngũ đông đảo tư vấn nhiệt tình thì luôn luôn cố gắng tìm được cho anh chị một căn nhà hợp lý với từng người nhất, và cũng như là chọn đúng phong thủy và hỗ trợ ngân hàng nữa, hỗ trợ vốn vay ngân hàng cho anh chị muốn mua nhà. Đối với những anh chị trẻ tuổi ta mua thì thường thường thì cũng không mua hết tiền để mua nhà đâu, không dành hết tiền để mua nhà. Thường thì chúng ta chỉ dùng một cái khoản mua khoảng tầm 60% tiền mặt hoặc là 40% tiền mặt thôi. Còn lại thì anh chị có thể vay ngân hàng được. Và cái số tiền dư thì chúng ta có thể đi đầu tư đất ở vùng ven, hoặc là đầu tư các lĩnh vực kinh doanh gì đấy, có vốn cổ phần gì đấy. Ngân hàng này thì đang hơi siết gói vay, siết room. Thì bên em cũng có hỗ trợ. Nếu mà người nào có nguồn thu nhập tốt thì rất là dễ. Người nào có nguồn thu nhập chưa ổn định, làm tự do đấy, thì chúng ta có thể vay ngân hàng bên VIB, ngân hàng quốc tế nha. Lãi ngân hàng quốc tế VIB thì hơi cao. Thì anh chị có thể tham khảo được. Ngay ngân hàng siết thì lãi cũng đã tăng lãi suất rồi. Nhà cửa thì nay đang giảm giá và giá thương lượng rất là sâu. Nên suy nghĩ lại đối với việc mua nhà. Thường thì anh chị mua nhà thì vẫn có lời hơn gửi lãi ngân hàng. Do chúng ta mua nhà thì số tiền nó nằm vào một cục lớn. Và giá nhà thì rất là tăng nhanh nha. Giá nhà rất là tăng nhanh. Anh chị có thể thương lượng được sâu đối với những căn nhà như này. Để thường thì giữa năm giá nhà sẽ rẻ hơn so với cuối năm và đầu năm. Đấy. Phía sau này chúng ta sẽ đến với phòng giặt phơi đồ. Ở đây thì đã làm khung sắt rồi. Và mái thì em có thể hỗ trợ cho anh chị thương lượng với chủ nhà được phần mái tôn phía trên. Đấy, rất là rộng luôn. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.